Find constant down, find the constant down, find the independent of h. Tại vì thay đổi lên bao nhiêu mà còn nữa mà giống như thế, 2a square minus h tổng hợp bao nhiêu? Đó solution. One, h tan and the expansion of a plus one power answer. Answer here, h power and minus r one power. Apply one h tan and the expansion of 1/2a square minus h tổng hợp bao nhiêu? Is equal to 10^9 here. Chị gây ra 1-2h the whole power mà bố đây ông nó mới 9 minus nào gây minus 8 là cái nào bà kì x power 9 gì à thì con ngủ sẽ được quá thông mà 1-2h the whole power 9 minus là quá thông là đi đuôi ở bộ bộ mình là lâu sau đấy 1-2h đi trang lý bây giờ lại h của chá rồi ở bộ bộ lại cái là bình đi power minus bắt là cả bố đây minus thì có mà minus 2 thì có mà minus 2 này 9 này nhỏ nhé minus 80 minus 2 này thì là minus 2 cái đó mà nó plus 9 này nhỏ minus 80 minus 2 này minus r này rồi plus 2 à minus minus rồi plus 2 à a power 2 à minus 80 thì con quay thùng này minus 1 power r vậy a power r cái đó rồi nhé 9 gì à 9 gì à 80 hồ nào xong bộ cái đó rồi 8 hồ nào xong bộ gì đó 1 minus 2 the whole power 9 minus r minus 1 power rh power 3 à minus 80 mà plus r plus 2 r 3 plus 3 à minus 80 à rồi for the tan independent of h hôm nay thì mà rồi to get the tan independent of h lưu ý đấy sau đó mà to get này là to get for the tan independent of h số nhé h power 3 à minus 80 mà nên làm cái gì nhé h power 0 nên làm à rồi 3 à minus 80 à 0 nên làm cái 3 à is equal to hôm qua minus 80 hôm qua tôi đã plus 80 tổng số lý tổng số lý sẽ là i is equal to bao nhiêu là 6 giờ à rồi hiện tại đây anh ấy bảo là x is equal to 9 c 6 1 minus 2 the whole power 9 minus r minus 1 power 6 x cụ thể mình hiểu tại đây anh ấy bảo là 9 c 6 rồi 9 c 3 lúc nhận được 1 minus 2 power 9 minus 6 rồi 3 rồi cả minus 1 6 thật rồi, plus 1 thì đó mà biểu đoán 9 6 thì đó, cô sẽ không tính hết đâu 1 minus 2 tổng là 1 tổng là 8 2 tổng là 2 tổng là 8 1 minus 8 hợp vị à rồi, 2 tổng là 2 2 lý lý 6 tổng là 2 tổng là 2 2 tổng là 2 6 tổng là 2 tổng 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 là 9 cô mà tổng là còn 2 vậy chẳng cũng như đầu linh sẽ divide out mà các nhiệt mà 21 by 2 về là gì đấy nó không mà đang là về là và về cái gì giao nó là gì đấy chắc sinh nhân tuổi mà machine nào xia rồi mà đặt cái linh nhà rồi mới tuổi này mà tại vì ai là linh thì phải là tuổi nó rồi qua sau tuổi này mà tự sao bị tuổi